Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spy Room. Và như đã hứa trong video trường chuyên lớp chọn lo đào tạo những con cừu gọi dạ bảo vân, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với phản biện đầy khoa học của một bạn có nickname là 1 cộng 1 bằng 3, một học sinh trường chuyên. Để trải nghiệm màn combat này một cách trọn vẹn nhất, chúng mình khuyến khích bạn xem video trước để nắm rõ tình hình. Nếu bạn đã xem rồi thì chúng ta vào việc thôi. Bạn tuổi 20, tôi đã sống như một con chó dại thân mến. Trường chuyên dạy mình không nên lao vào những cuộc tranh luận vô bổ trên mạng xã hội. Nhưng trong một phút yếu lòng, mình đã không thể cản được việc tay máy tay chân, nên đành biên một vài dòng trấn an dư luận, tránh việc mọi người nghĩ sai về bầy cừu gọi dạ bảo vân này. Câu lạc bộ tranh biện của trường mình dạy mình một số kỹ năng cơ bản trong tranh luận. Một trong số đó là dùng số liệu xịn cho những luận điểm xịn. Chẳng hiểu một nghiên cứu liên ngành đã chỉ ra rằng có tới hơn 22% học sinh bị rối loạn lo âu và hơn 41% chạm tới ngưỡng trầm cảm, có liên quan gì đến trường chuyên lớp chọn. Nó giống như kiểu bạn bảo là, theo nghiên cứu, cứ 20.000 học sinh có 100 em bị rối loạn tâm thần, trong đó 90 em là học sinh trường chuyên. Vậy nên tỷ lệ học sinh trường chuyên bị rối loạn tâm thần là 90%. Tiếp theo là một đoạn kể chuyện lấy đi rất nhiều nước mắt của người đọc, vô cùng cảm động. Trong cuốn sách Bầy cừu xuất chúng, lật tẩy khoảng tối của nền giáo dục Mỹ, tác giả William Dereswitch, giáo sư Anh văn tại Đại học Yale cho rằng, nỗ lực vươn lên đứng đầu của nhiều sinh viên chính là biểu hiện của việc họ đang bị hệ thống giáo dục nuốt chửng. Tôi từng chứng kiến nhiều người hy sinh sức khỏe, các mối quan hệ, những tìm tòi khám phá và nhiều hoạt động khác chỉ vì bảng điểm đẹp và một hồ sơ xin việc. Tại Việt Nam, chúng ta đã quen với khái niệm trường chuyên, lớp chọn, chuyên Amsterdam, chuyên ngoại ngữ, vân vân. Đây đều là bến bờ ước mơ của rất nhiều bậc phụ huynh mong muốn con mình nhận được nền giáo dục tốt nhất và tất nhiên là đi kèm cạnh tranh nhất. Học sinh ở các trường chuyên lớp chọn phải chạy đua mãi, không ngừng nghỉ và nhanh nhất có thể, giống như những con cừu nhảy qua hàng rào. Con nào không đủ cao thì sẽ bị kẹt lại phía sau. Những người trẻ này lúc nào cũng thành công ở mọi lĩnh vực, một phần bởi vì họ luôn tin rằng mình sẽ thành công. Ai cũng cho rằng chỉ có mỗi mình gặp áp lực, nên chẳng ai dám hé răng nói gì, chỉ âm thầm chịu đựng. Ai cũng cảm giác mình hay người ta đang dối lừa che đậy. Ai cũng nghĩ rằng người khác thông minh hơn mình. Một mô típ quen thuộc của lều báo địa phương bắt đầu bằng một nguồn cao siêu nào đấy và theo sau đó là một khẳng định đầy tính cảm tính của người viết, dù có thể đoạn đó chẳng phải ý của tác giả được trích nguồn. Cái đoạn trong ngoặc kép mình không thấy có tí liên quan gì tới đoạn chém gió theo sau đó của người viết, mà ở đây đó là bạn. Phần sau của bài phản biện này sẽ không bám theo những luận điểm của bạn vì chúng đơn thuần chỉ là những lời đoán mò, mà mình xin kể những câu chuyện của mình, những câu chuyện có thật và cố gắng truy xuất những số liệu có thể truy xuất được. Thứ nhất, chúng tôi học giỏi vì chúng tôi giỏi. Có một lối tư duy sai lầm khá phổ biến gọi là ảo tưởng vóc dáng kình ngư. Nhiều người cho rằng việc đi bơi sẽ khiến thân hình thon gọn giống những vận động viên thể thao nổi tiếng, mà lại không tư duy kiểu vì thân hình thon gọn nên họ mới là vận động viên bơi nổi tiếng. Các hãng quảng cáo mỹ phẩm lợi dụng điều này, sử dụng các người mẫu diễn viên để quảng bá sản phẩm, khiến nhiều người nghĩ rằng dùng kem này sẽ khiến mình đẹp như cô ấy, mà không biết rằng vì họ đẹp nên mới được chọn làm mẫu quảng cáo. Về Harvard, Oxford, Cambridge, v.v. hay nhiều đại học danh tiếng khác cũng vậy. Không hẳn đó là những ngôi trường đào tạo ra nhân tài xuất chúng, mà nhân tài xuất chúng đã chọn học ở đó và những ngôi trường đó trở nên nổi tiếng. Trường chuyên đơn giản chỉ cung cấp một môi trường tốt hơn, nhiều người tư duy tốt hơn, giáo viên biết rằng học sinh của mình tư duy tốt và học sinh cũng biết họ tư duy tốt, nên thái độ học tập rất thoải mái và cởi mở. Chưa kể, việc được xem là trọng tâm, được đầu tư hẳn hoi, nhận được nhiều nguồn tài trợ, thu hút nhiều trường đại học và các công ty, cộng tác, khiến nơi đây trở thành vùng đất hứa cho những người tài năng. Mà nguyên nhân của mọi sự ưu ái ấy bắt nguồn từ chính nguồn tài nguyên là khả năng của học sinh. Thế nên, thôi ngay cái việc than khóc đại loại, bắt khỉ bơi, bắt cá leo cây, cho rằng những bạn năng lực chưa tới vẫn bị gia đình áp lực, khiến họ bị trầm cảm hay cuộc sống rơi vào bế tắc. Đây là một việc có thật, nhưng mình cho rằng chỉ là thiểu số, ít nhất qua quan sát và kinh nghiệm học trường chuyên lớp chọn suốt 7 năm của mình. Số còn lại, đa phần chỉ enjoy việc học tập như một phần nhẹ nhàng của cuộc sống. Nhìn nhẹ qua bảng xếp hạng 200 trường trung học phổ thông có điểm thi đại học cao nhất cả nước, xem có bao nhiêu trường chuyên ấy nhỉ? Hãy liếc tí về Việt Nam tại Olympic Toán Quốc tế xem học sinh trường chuyên như thế nào. Và còn nhiều con số khác nữa mà mình nghĩ ai cũng có thể nắm và search ra được. Thứ hai, và chúng tôi cũng chơi tẹt ga, nếu bạn thích có thể solo Yasu với mình. Như đã nói về việc enjoy việc học hành, mọi người có thể nghĩ rằng, úi dồi, bọn trường chuyên lớp chọn học như chó, lúc nào cũng căng thẳng sợ rớt lớp. Tụi tao rong chơi suốt ngày, thế mới là tuổi trẻ.
dăm ba môn dưới trung bình, tao cũng chả bị áp lực gì. Nhưng thực tế là bọn này vẫn trên trung bình tất cả các môn học một cách nhẹ nhàng, nhưng vẫn có thời gian đi bia, điện tử, bóng rổ, bóng đá, phê pha cà phê cùng lũ bạn. Đồng ý là tỷ lệ nerd trong trường chuyên sẽ cao hơn so với các trường không chuyên khác vì số người yêu thích quá mức tri thức nhiều hơn, nhưng cũng chỉ là thiểu số, tương tự trường hợp bị áp lực từ gia đình. Nhưng họ nerd là vì họ thích thế và lựa chọn như thế, không có nghĩa đó là một sự thất bại. Số còn lại thường kiểu sáng cắp cặp đi, chiều cắp sách về. Có khi cặp còn chả có cuốn sách nào, nhưng điều kỳ diệu là điểm số vẫn chót vót, vào lớp hot như họa mi và đi chơi thì cũng không ngán bố con thằng nào. Có thể chúng tôi sẽ không có những trò thú vị kiểu đánh nhau, lột đồ để giải tỏa như nhiều trường tư thục dân lập hay các trường không chuyên nổi tiếng khác, mà chúng tôi chỉ loanh quanh ở sân bóng rổ hay rút đầu vào đánh cờ vua cả buổi ở trường. Có thể chúng tôi sẽ không được tham gia thi đua những trò của các bạn Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cực kỳ thú vị, mà chúng tôi chỉ có vài nơi để chơi như prom tự tổ chức hay các giải đấu thể thao điện tử bán chuyên cũng tự tổ chức. Có thể chúng tôi sẽ không cúp tiết nhậu nhẹt suốt ngày để tập tành va chạm với cuộc sống, nhưng chúng tôi vẫn ở nhà ngủ mỗi khi cảm thấy việc đến trường chẳng có gì thú vị. Và chúng tôi không chỉ chơi, chúng tôi còn chơi giỏi hơn người khác. Chúng tôi không chỉ có nhiều cơ hội được tiếp xúc với nhiều cuộc thi hơn, mà còn thi giỏi hơn người khác. Từ những cuộc thi thuần học cho đến kiểu vừa học vừa chơi, cho đến khi kiểu chơi hẳn, tôi không nghĩ học sinh trường chuyên ngán bố con thằng nào. Bạn có thể đọc bài báo này để tham khảo. Có thể trong một câu lạc bộ thường có một nhóm nhỏ những bạn trẻ thích đú, cuộc sống mà, nhưng phần lớn là những kẻ đam mê. Còn những kẻ không đam mê khác, như bọn này, thì chẳng xem câu lạc bộ của trường là thứ gì đó quá cao siêu, không hề có chuyện phải lao đầu vào cho bằng bạn bằng bè, nhưng cũng chẳng dè biểu khinh khi. Tôi có đọc thấy comment của bạn nói về việc ai đó trong câu lạc bộ kịch chẳng biết gì về Hamlet, nhưng những người tâm huyết còn lại bạn vứt đi đâu. Thứ ba, chúng tôi không nghĩ mình là những kẻ chỉ biết vâng lời. Bọn mình có lẽ không dám chửi thầy mắng cô, không dám đấm vào mặt giáo viên như báo chí hay đăng về những trường không chuyên khác. Bọn mình chỉ dám hó hé một vài lời yếu ớt trong khuôn khổ đạo đức của làm người. Tôi thường đứng lên trong lớp học, không phải để giơ tay trả lời câu hỏi lấy điểm, cũng không phải để diễn trò trong một tiết có thầy cô khác dự giờ. Tôi giơ tay để hỏi giáo viên dạy sử của mình: vì sao nhà Nguyễn lại liên tục ký hòa ước như vậy? Em thấy rất vô lý. Hay khi nghe cô giới thiệu về đắc nhân tâm cho mọi người đọc và xem đó như kim chỉ nam trong cuộc đời, mình cũng giơ tay để debate một buổi ra trò. Và mỗi khi làm như vậy, tôi không phải chịu những ánh mắt dè biểu, những cái kéo nhẹ gấu quần ra hiệu ngồi xuống, không phải đối mặt với những chỉ trích bên lề của những bạn cùng lớp. Mọi người chỉ xem như mình đang làm một việc bình thường. Một việc mà khi lên đại học, tôi cảm thấy còn bị giới hạn nhiều hơn thời còn ngồi dưới mái trường cấp 3, mang theo đầy định kiến như mọi người vẫn nghĩ. Và mình cũng từng ngồi nói chuyện với thầy hiệu trưởng như hai người đàn ông nữa. Thứ tư, chúng tôi không cần một cuộc đời đầy drama. Có thể việc sinh ra trong một gia đình gia giáo, học tập ở một môi trường tốt, rồi sau đó thành công trong cuộc sống là một chuyện bình thường. Và chúng tôi chấp nhận mình là nhân vật của câu chuyện bình thường này. Chúng tôi không cần lựa chọn lại để trở thành một người sinh ra trong môi trường chợ búa, phải bon chen vất vả để trở thành một người xuất chúng, một kiểu vẫn hay được chọn làm phim và lãnh giải Oscar. Không, chúng tôi không cần phải như thế. Vì dù không hề có ý phán xét hay xem thường, chúng tôi biết rằng số thành công trong hoàn cảnh khó khăn chỉ là thiểu số của thiểu số. Số còn lại đa phần là những kẻ tự cảm thấy cuộc đời mình là một thất bại, chứ chưa cần đến miệng lưỡi đánh giá cay nghiệt của cuộc đời. Những câu chuyện về những người bỏ học cấp 3 lập nghiệp thành công chỉ là thiểu số so với những người bỏ học cấp 3 và phải xuất khẩu lao động ở xứ người. Nếu bạn là một học sinh trường không chuyên, tôi không nghĩ bạn có quyền khách quan đánh giá việc nội bộ của bọn này. Nhưng tôi đồ rằng bạn là học sinh trường chuyên nên mới có được tư duy sắc sảo như thế. Và trong khi phần lớn những người kém may mắn chỉ được nhận những chương trình giáo dục nghèo nàn và hiện đang bán rẻ mạng sống, leo giàn giáo để trát vữa trên những công trình của Vingroup vào giữa trưa, thì một người sinh ra và lớn lên trong một chương trình giáo dục tiên tiến hơn đang vận dụng trí não của mình để viết ra những lời chỉ trích chương trình giáo dục ấy. Tôi đồ rằng những bài viết này chỉ khiến những bạn trẻ yếu kém trong việc học tập lấy cớ để bắt chẹt cha mẹ của mình. Việc học tập kém cỏi không hề đáng trách, nhưng tư duy kém cỏi thì có, và hai thứ này thường đi chung với nhau. Tôi đồ rằng những bài viết vô tâm như của bạn khiến nhiều người bất tài rồi tưởng mình hay lắm. Có lẽ bọn này học trường chuyên xong cũng sẽ đi theo lối mòn thi vào những trường đại học top cao, nhưng đó có phải là biểu hiện của loài cừu? Có thể đó là một lựa chọn sai lầm, có thể không. Chúng tôi có thể rời khỏi đó nếu cảm thấy không phù hợp, cũng chẳng đặt nặng chuyện phải học đúng ngành làm đúng nghề. Có thể nhiều người không tìm được đam mê, có thể nhiều người vẫn chỉ sống theo những mô típ quen thuộc, nhưng liên quan gì đến trường chuyên lớp chọn?
Có thể việc học ở trường chuyên không giúp chúng tôi chắc suất thành công trong cuộc đời, nhưng môi trường tốt giúp tăng tỷ lệ này lên và chẳng có động thái gì khiến giảm độ trâu bò của tụi này cả. Có thể bọn này sẽ trở thành những thằng mặc vest gọi điện rủ người khác chơi chứng khoán, trông có vẻ đẻo xỏ lá, nhưng cũng có thể là một họa sĩ tóc búi cao đầy tao nhã. Nhưng việc ai đó chọn cuộc sống như thế nào chẳng phải là một vấn đề quá to tát, chỉ cần họ vui với điều đó. Thứ năm, đôi lời gửi tác giả và cả những người khác nữa. Qua rồi cái thời nền kinh tế là một trò chơi tổng bằng không. Qua rồi cái thời phong kiến, cái thời mà bọn nhà giàu giàu lên nhờ lấy của cải của người khác nên luôn bị dè biểu trong các câu chuyện cổ tích. Qua rồi cái thời bọn tri thức đẻo dùng kiến thức nửa vời của mình để lừa những kẻ dại khờ cả tin. Đây là thời mà người giàu và giới tri thức là những người tạo ra được lợi ích chung lớn nhất cho xã hội. Đây là cái thời mà chủ công ty là người trả lương cho bạn, đồng tiền mà bạn vẫn nuôi con cái thường ngày. Nếu xã hội này là một trò chơi, thì tôi cảm thấy tự hào vì mình là người chơi giỏi, chứ không phải là một con cừu không dám bước ra ngoài hàng rào bảo vệ. Tôi cảm thấy thoải mái vì nắm nhiều kiến thức về nhiều lĩnh vực mà không hề cảm thấy bị áp lực hay giả tạo. Chúng tôi có thể là những thằng nhân viên ngân hàng hay đạo diễn, là giáo viên hay nhân viên tiếp thị, là triết gia hay coder, là bất kỳ ai cũng được. Mỗi người đều là một mắt xích trong bộ máy xã hội đầy phức tạp. Tôi cực ghét những kẻ hoặc là đánh giá quá cao, hoặc là đánh giá quá thấp một nhóm người nào đó. Và nếu bạn cho rằng ngay cả khi chúng tôi làm tốt mọi việc, thì đơn giản cũng chỉ là những kẻ mu muội trong một trò chơi giả lập mà luật chơi là chính cái xã hội này. Cái xã hội đang bòn rút sự chú ý, sức khỏe và trí lực của loài người để tự nuôi chính nó, tạo ra. Thì tôi nghĩ chúng ta không cần tranh cãi làm gì nữa. Đây đơn giản chỉ là sự khác nhau về mặt quan điểm sống, nhưng đừng tự cho rằng bản thân đang nắm được chân lý. Tôi tuân theo luật chơi đơn giản vì đó là bước đầu tiên. Tôi chỉ đơn giản sống vì biết rằng mình đang sống. Một món quà đi kèm trách nhiệm. Dù rằng có một số giai đoạn bất ổn nhưng nó cũng trôi qua nhanh thôi. Sau tất cả, tôi nghĩ mình đã tìm được mục đích tồn tại của bản thân. Đó là trở thành một điều gì đó tích cực và lan tỏa. Cuộc sống đã quá đủ trần trụi và phức tạp. Tôi đã quá chán ngán những kẻ chỉ biết than thở và chỉ có mỗi vậy. Tôi không hề tự cho rằng mình là một kẻ outstanding, bất mãn trước thời thế, đứng nhìn dòng nước chảy rồi tự xem mình là triết gia. Tôi lấy đá và vén tay áo lên, sẵn sàng bước ra giữa dòng để thay đổi nó. Tất nhiên là nhờ trí thông minh của mình, tôi có thể bước ra một nơi mà tôi biết rằng mình sẽ không bị cuốn đi mất. Thần ái. Spyroom Day, các bạn cảm thấy cách phản biện của tác giả như thế nào? Và có muốn nghe thêm nhiều ý kiến về chủ đề này nữa không? Trong số những bài về trường chuyên lớp chọn, có những bài với góc nhìn rất mới lạ, độc đáo, thậm chí là đến từ cả những KOL nổi tiếng trên mạng xã hội. Hãy để lại bình luận ở dưới để chúng ta cùng thảo luận về chủ đề vô cùng nóng hổi này nha. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn vì đã xem hết nội dung video lần này. Hẹn gặp lại các bạn trong những chủ đề lần sau. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi.